tử tại đài phun nước công cộng. Có lẽ vì công việc quá áp lực, robot an ninh Nicecope có nhiệm vụ tuần tra bờ sông George Town, một khu phức hợp mua sắm và văn phòng đông đúc dọc theo cảng Washington ở DC. Theo thông tin từ Nimac, để kết thúc cuộc đời của mình, Nicecope đã tự lăn mình vào đài phun nước và chết đuối. Robot tuần tra Nicecope thường đi tuần tra xung quanh trung tâm thương mại và có kinh phí hoạt động 7 đô la Mỹ một giờ, rẻ hơn 25 xu so với số tiền tối thiểu để trả cho nhân viên tuần tra là con người theo mức lương tối thiểu của luật liên bang tại Mỹ. Các robot Nice có chiều cao khoảng 1,5m, nặng 136kg và có tốc độ tối đa 30km một giờ. Nhưng thường chúng chỉ di chuyển với tốc độ 1,5 đến 5 km một giờ khi hoạt động tuần tra. Hãng sản xuất ra những con robot Nice tuyên bố chúng có thể làm việc tốt hơn con người bởi vì những con robot này được lập trình để không bao giờ chán công việc của mình. Cho tới nay, nhà chức trách vẫn chưa xác định được lý do chính xác khiến Nice tự tử. Nhưng sau khi được vớt lên, chú robot này đã bị hư hại vĩnh viễn. Công ty sáng chế Nicecorp đang điều tra sự việc và cho biết đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, và rất có khả năng chú robot này bị lỗi lập trình. Nhưng cũng có người nói chú robot này phải làm việc quá nhiều nên sinh ra áp lực, dẫn đến hành vi trên. Những con robot này được thiết kế để phát hiện tiếng ồn bất thường, thay đổi nhiệt độ và quét biển số xe đồng thời kiểm tra chúng dựa trên cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Đồng thời chúng cũng được tích hợp thêm công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phát hiện tội phạm đang bị truy nã nếu phát hiện bất kỳ mối đe dọa an ninh nào những con robot này sẽ tạo ra những tiếng còi báo động cũng như gửi báo cáo đến chính quyền địa phương